Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Phượng Phạm Vlog. Hôm nay thì mình có chuyến đi Tohoku, đó là tỉnh Yamagata và tỉnh Miyagi. Thì lúc mà mình đi xe buýt xuống Sendai đấy, thì mình đã thuê xe và mình tự chạy từ Sendai đi đến Yamagata. Và cái chỗ này là Yamadera, là ngôi chùa nằm trên núi nổi tiếng của vùng Yamagata. Các bạn cùng đi tham quan với mình nha. Đây là điểm đến đầu tiên trong cái chuỗi hành trình đi Yamagata của mình. Mình đang trên đường đi lên cái ngôi chùa nằm trên núi nha. Cảnh thôn quê ở đây khá là gần gũi quen thuộc đối với lại quê Aomori của mình, hòa hợp với lại thiên nhiên. Và xa xa kia thì lá đỏ vẫn còn nha mọi người. Bây giờ là cuối tháng 11 rồi, vẫn còn lá đỏ. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 ạ. Mình đang leo từng bậc thang một, và cái ngôi chùa này đấy thì bước tầm khoảng 1.000 bậc thang thì các bạn sẽ lên đến đỉnh. Là một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ nằm ở trên núi, thì người ta có quảng cáo đấy, thì bước 1.000 bậc thang là sẽ đến tới yên bình. Đây cũng là một cách để thiền chứ không căn cứ gì là phải ngồi, nên là ngồi thiền. Mình đi từ sáng giờ nên là hơi mệt một xíu, nhưng mà mình sẽ dùng hết năng lượng của mình cho cái chuyến đi này. Cái chỗ này là trung điện, có thể vào đây thắp hương. Mình lên trên cao trước rồi lát nữa mình xuống mình đi vào sau. Đây là đường đi. Cái chỗ này có tượng, một bức tượng, và người ta cũng giải tiền ở dưới đây. Ở Nhật Bản ấy thì bây giờ đang trong cái tuần nghỉ lễ, mình nghỉ tuần nghỉ lễ từ ngày 23 là ngày lịch đỏ ấy, 23 là vào thứ ba được nghỉ, thì công ty mình nghỉ thứ bảy chủ nhật và thứ hai thứ ba là nghỉ 4 ngày. Thế là mọi người, chắc là những công ty khác cũng được nghỉ nên kia 4 ngày, thế là cũng khá là đông người đến đây tham quan ạ. Rất may là ở cái chỗ này lạnh nên là lá vẫn chưa bị rụng hết, vẫn còn lá đỏ ạ. Đây, Tozanguchi là cái đường lên núi nha mọi người. Đây là toàn bộ ngôi chùa này, có lịch sử rất là lâu đời rồi ạ. Có rất là nhiều những cái, đây là một quần thể nha mọi người. Và cái mục tiêu của mình là đi đến tận đỉnh, thì có tên là Kodaido, là cái số 14 ạ. Vừa rồi thì mình đã mua 4 cái vé để đi tham quan ngôi chùa. Vé ở đây bán 300 yên một người. Đường tới khá là đẹp ạ. Lá vàng, lá đỏ vẫn còn. Khung cảnh thật là yên bình. Trên là những cái vách núi đá dựng đứng, trông rất nguy hiểm. Chỗ này là động Mida. Những cái thanh này bằng gỗ và có khắc tên, trông giống thanh kiếm ấy, chắc là cái kiểu như là Phật vị. Chỗ này trên này cũng đính rất nhiều tiền xu. Để mình thử nhét một đồng tiền xu của mình vào xem nào. Mình cũng thử nhét đồng 1 yên của mình lên trên tảng đá này xem nó có được không ạ. Mình nhét được rồi nha. Đồng tiền của mình đã in trên đá. Những tảng đá ở kia có những lỗ trông kiểu như giống như hang động ấy. Cho
trông khá đặc biệt ạ. Mình sắp lên đến đỉnh rồi mọi người ạ. Cảnh tượng ở đây hùng vĩ quá mọi người ạ. Những tảng đá dựng đứng kết hợp với những cái ngôi chùa người ta xây dựng nên. Rất là nhiều chùa. Ở chỗ này thì nhìn xuống hơi sâu nha. Đây, chỗ này cũng không có bậc lan can gì chắn luôn. Còn khu trên kia là ngôi chùa nằm trên núi Yamadera. Yama là núi, còn Tera là chùa. Tên là người ta hay gọi là Yamadera. Ngôi chùa kia, ngôi chùa nhỏ nhỏ, nó hơi bị ngược sáng một xíu ạ. Chỉ còn tầm khoảng mấy chục bước nữa là mình đến đỉnh rồi ạ. Kia có tảng đá cũng khá là đặc biệt. Ngôi chùa sững sờ trên núi, nhìn xuống là cảnh lá đỏ. Trông nhỏ nhỏ thế này thôi, nhưng mà bao gồm nhiều quần thể ạ. Mình lên trên đây là để ngắm toàn cảnh khu vực đồng núi Yamagata. Chỗ này là cái chỗ quan sát ạ mọi người ạ. Dừng chân và quan sát toàn bộ ngôi chùa từ trên cao nhìn xuống. Đây là cảnh làng quê ở Yamagata. Ôi, rất nhiều người giải tiền xuống đây ạ. Cảnh đồng quê yên bình. Sau khi leo tầm khoảng 1.000 bậc thang thì bạn sẽ lên đến đỉnh. Nếu mà các bạn đi vào buổi sáng thì ở dưới đây, đứng ở đây có thể săn được mây. Nhưng mà đi tầm này thì là săn hoàng hôn. Săn hoàng hôn tức là mặt trời lặn. Tầm này bây giờ đang là 15:13. Yên bình, cảnh yên bình ở thôn quê. Vừa rồi mình đã lên được đến trên đỉnh và mình check in toàn bộ cảnh từ trên cao nhìn xuống. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi xuống núi. Và mình đi tiếp theo là mình đi Ginza Onsen. Ginza Onsen nằm ở Obanazawa, cũng thuộc tỉnh Yamagata. Thì từ cái chỗ này là Yamadera đi đến Ginza Onsen thì mất tầm khoảng hơn 1 tiếng một xíu. Hôm nay đấy thì mình đã dậy từ khoảng 5 giờ sáng, chuẩn bị thì tầm khoảng 5 giờ 35 phút mình xuất phát từ nhà đi và đi đến thành phố, rồi mình đi xe buýt từ tỉnh Aomori đến Sendai. Đến Sendai thì mình thuê ô tô từ Sendai chạy đi Yamagata. Mình thuê xe tầm khoảng hơn 1 ngày, tầm khoảng gần 2 ngày đấy. Đây là hành trình đi Yamagata của mình nhá. Cái mặt mình to quá, chế hết nửa cái màn hình rồi. Mình lo là đi buổi tối ở Yama, ở Ginza Onsen lạnh nên là mình mặc rất là nhiều quần áo. Và bây giờ đi lên trên đến núi rồi thì nóng hết cả người đấy. Nóng lắm mọi người ạ, bởi vì mình hoạt động mà. Lâu rồi mình cũng không tập thể dục thể thao gì. Nhưng mà đi ở cái chỗ ngôi chùa này ấy, thì leo tầm khoảng hơn 1.000 bậc thang, tầm 1.015 bậc thang. Đi từng bậc thang một ấy, nên là cũng không là mệt như là đi leo núi đâu mọi người ạ. Một nơi rất là thích hợp để mà tĩnh tâm và ngắm cảnh. Đi ở đây vào cảnh mùa thu thì sẽ đẹp hơn bởi vì là có lá vàng, lá đỏ. Khung cảnh kết hợp với lại tâm hồn mình nó cũng trở nên thanh tịnh hơn. Mình sắp đến dưới chân núi rồi ạ. Đây.
đây, mình đang trên đường xuống rồi ạ. Đường xuống thì sẽ đi một đường khác. Chắc là đường khác này thì sẽ gần hơn so với cái đường mình đi về. Và ở đây thì người ta cũng bán những cái đồ lưu niệm. Đây là cửa ra nha mọi người. Khung cảnh ở đây cũng khá là đẹp ạ mọi người. Cái chỗ đường xuống này, đây là đường ra. Xa xa là mặt trời nên đang bị ngược nắng mọi người ạ. Lá đỏ khá đẹp. Tiếp tục hành trình là đi đến Ginza Onsen. Hẹn gặp lại mọi người ở Ginza Onsen ạ.